Xin kính chào quý vị khán giả của Tam Đa Media. Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin Chào Buổi Sáng. Kính chúc quý vị có một ngày mới nhiều sức khỏe và niềm vui. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin sáng ngày hôm nay. Thời điểm gần kết thúc kỳ nghỉ hè, các gia đình sẽ bắt tay vào việc mua sắm đồ dùng học tập cho con. Đây là giai đoạn khó khăn đối với cha mẹ đơn thân và các hộ gia đình có thu nhập thấp. Để giúp đỡ cho những trường hợp khó khăn, một số tòa thị chính, các tổ chức hay cá nhân sẽ quyên góp đồ từ thiện. Ví dụ tại Praha 6, những người hảo tâm có thể mang đến ủy ban thành phố những đồ dùng học tập cũ hoặc đến cuối tháng 8 có thể mang đến chi nhánh chuỗi siêu thị Tesco và T-Mobile. Đồ dùng học tập được quyên góp sẽ được chia cho 120 tổ chức để gửi đến các trường hợp khó khăn cần giúp đỡ. Từ ngày 14 tháng 8 đến mùng 1 tháng 9 chính thức diễn ra lễ hội mang tên Let Nhí Let Ná mùa thứ 21. Tại Let Ná Praha sẽ có tới 253 buổi biểu diễn của các nghệ sĩ với các tiết mục đặc sắc như lộn nhào trên xe tải hoặc trên một chiếc đàn dương cầm đang cháy. Các nghệ sĩ biểu diễn đến từ nhiều quốc gia và các tiết mục biểu diễn đều diễn ra ngoài trời, đối với du khách đến xem là hoàn toàn miễn phí. Và năm ngoái, sự kiện đã thu hút 80.000 khán giả. Các nhà tổ chức cho biết, năm nay họ đã thực hiện một số thay đổi. Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng các tiết mục xiếc âm nhạc đặc sắc từ các nghệ sĩ Pháp hay Đài Loan. Thành phố Česká Lípa mới đây đã cho đấu giá những chiếc xe bị kéo từ những tuyến phố và không có chủ nhân. Những chiếc xe như thế này đều ở trong tình trạng kỹ thuật kém, thiếu một số bộ phận hoặc giấy tờ. Mặc dù như vậy nhưng vẫn có rất nhiều người quan tâm đến chúng và đối với một số chiếc xe, người quan tâm phải tranh giành để mua được nó. Đây là năm thứ hai thành phố Česká Lípa mở cuộc đấu giá như thế này. Vào năm đầu tiên, thành phố đã thu về 20.000 korun tiền bán xe. Năm nay đã có 6 chiếc xe được bán đi, chiếc rẻ nhất có giá là 600 korun và đắt nhất là 4.400 korun. Hãng AFP ngày 15 tháng 8 đưa tin một người đàn ông 71 tuổi đã ngồi tù gần 5 thập niên vì án oan về tội giết người sẽ nhận được khoản tiền dàn xếp 7,15 triệu đô la Mỹ, tương đương 179 tỷ đồng. Ông Glenn Simon, một người Mỹ gốc Phi, có thời gian ngồi tù trước khi được minh oan lâu hơn bất kỳ tù nhân nào khác trong lịch sử Mỹ. Ông đã được thả vào năm ngoái sau khi thụ án tổng cộng 48 năm, 1 tháng và 18 ngày trong tù. Hôm 12 tháng 8, các ủy viên hội đồng thành phố Edmond, bang Oklahoma đã bỏ phiếu để tiến hành giải quyết các khiếu nại đối với thành phố và một trong những điều tra viên liên quan. Các luật sư của ông Simon cho biết, khoản thanh toán trên giải quyết một phần vụ kiện của ông chống lại các thành phố và cảnh sát đã làm giả bằng chứng để vu khống ông tội giết người. Hàng năm, Australia sẽ tổ chức chương trình khảo sát toàn quốc về đọc, viết và làm toán dành cho học sinh lớp 3, 5, 7 và 9. Đây là kỳ khảo sát toàn quốc duy nhất mà tất cả học sinh ở quốc gia châu Đại Tây Dương này bắt buộc phải tham gia. Kết quả 2024 cho thấy 1/3 học sinh ở Australia chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn về đọc, viết và tính toán. Hơn 1/10 học sinh đang tụt hậu so với bạn bè cùng trang lứa và còn được hỗ trợ thêm. Theo giới chuyên gia, kết quả của năm 2024 đã phơi bày những hạn chế trong việc giảng dạy cho hàng trăm nghìn học sinh những kỹ năng cơ bản nhất, mặc dù hàng chục tỷ đô la Úc đã được đầu tư vào tất cả hệ thống trường học. Theo Bangkok Post, các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan đang cảnh báo rằng giống lúa địa phương đang có nguy cơ tuyệt chủng khi nông dân đổ xô trồng một giống lúa của Việt Nam nổi tiếng. Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu gạo Thái Lan Charion Lao Thammat cho rằng, ngành công nghiệp địa phương đang trong tình trạng bấp bênh khi sản lượng các giống lúa Thái Lan như gạo thơm Pathum Thani và gạo KB79 giảm, thay thế bằng giống lúa Việt Nam được gọi là Khao Hom Phuang hay Jasmine 85 cho sản lượng cao trong thời gian sinh trưởng ngắn. Có tới 80% gạo đóng gói được bán ở Thái Lan là gạo Khao Hom Phuang của Việt Nam, khiến gạo thơm Pathum Thani gần như biến mất khỏi thị trường vì loại gạo này cho năng suất cao hơn 1.200 đến 1.500 kg trên một rai tương đương với 1.600 m². Thời gian thu hoạch ngắn hơn, chỉ 90 đến 100 ngày và có thể trồng quanh năm. Gạo thơm Pathum Thani cho năng suất 800 đến 900 gram trên một rai, thời gian thu hoạch 4 tháng và chỉ có thể trồng một lần trong năm. Hàn Quốc đang chứng kiến xu hướng di cư ngược từ các quốc gia như Mỹ, Canada và Anh, những nước từng được coi là điểm đến mơ ước cho những người mong muốn tìm kiếm cơ hội mới. Theo cơ quan người Hàn Quốc ở nước ngoài, số lượng thường trú nhân tái định cư tại Hàn Quốc sau khi có thị thực lưu trú dài hạn hoặc thẻ thường trú nhân ở nước ngoài đã tăng lên trong những năm gần đây. Năm 2019, con số này là hơn 1.400 người, tăng lên 1.600 người vào năm 2020, ở mức 1.800 người vào năm 2021, 1.700 người vào năm 2022 và kỷ lục 1.742 người vào năm 2023. Chi phí sinh hoạt, an toàn, cơ sở hạ tầng và chăm sóc sức khỏe là một số yếu tố khiến một số người Hàn Quốc trở về quê hương. Giới chuyên gia nhận định nhiều yếu tố khác nhau từ cảm giác thân thuộc đến dịch vụ chăm sóc y tế đã thúc đẩy xu hướng di cư ngược này. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về hình ảnh thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định xuất hiện cờ Tổ quốc dày đặc trên mái nhà đỏ cả một góc trời.
Theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi có thông tin, ông đã giao công an vào cuộc xác minh và xác định hình ảnh trên là không đúng sự thật mà do một công dân trên địa bàn đã chuyên làm về ảnh và photoshop hình ảnh lá cờ Tổ quốc trên các mái nhà rồi đăng trên mạng xã hội. Trước đó trong ngày 14 tháng 8, trên các diễn đàn mạng xã hội tràn ngập thông tin về hình ảnh người dân thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa vẽ lá cờ Tổ quốc trên mái nhà. Qua hình ảnh được lan truyền cho thấy, hầu hết nhà nào cũng vẽ lá cờ Tổ quốc, thậm chí trên mái nhà của các cơ quan công sở huyện Yên Định cũng vẽ cờ Tổ quốc. Sau khi những hình ảnh được lan truyền, có rất nhiều những bình luận thông tin trái chiều, khen và chê. Tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào những tin sáng mới vào ngày mai.